Chào thầy và các bạn, em tên Thu Thảo đến từ lớp quốc Việt. Hôm nay em xin trình bày về nhau bông non, placental eruption, theo phương pháp 1-2-3. Nhau bông non là khi nhau thai tách sớm khỏi tử cung, hay nói cách khác là tách ra trước khi sinh con. Nó xảy ra phổ biến nhất vào khoảng tuần 35 của thai kỳ. Một basic sciences, đầu tiên là anatomy, decidual là nội mạc tử cung chuẩn bị cho thời kỳ mang thai, tạo thành phần mẹ của nhau thai, bị rụng đi trong quá trình sổ nhau. Decidual có nghĩa là rụng đi. Phần nội mạc tương tác với nguyên bào nuôi được gọi là decidual bacillus, màng rụng nền, trong khi decidual capsularis, màng rụng trứng sẽ phát triển bên ngoài của phôi thai về phía buồng tử cung, bao bọc lấy phôi trong nội mạc tử cung. Phần còn lại của nội mạc được gọi là decidual parietalis, màng rụng thành tử cung hoặc decidual vera, và nó sẽ hợp nhất với decidual capsularis vào tháng thứ tư của thai kỳ. Spiral arteries là động mạch xoắn tạm thời cung cấp máu cho nội mạc tử cung trong giai đoạn hoàn thể. Các động mạch xoắn được thay đổi để tăng lượng máu đến tử cung trong thai kỳ bằng hai cách. Thứ nhất là móc cơ trơn và lớp màng đàn hồi ở thành mạch. Thứ hai là giãn nở 5 đến 10 lần ở mạch máu bên nhau ở phía mặt mẹ. Tiếp theo đến embryology. Ở người thì lá nuôi tế bào cytotrophoblast, tiền thân của nhau thai, phát sinh ra hai loại phụ nhau thai riêng biệt là lá nuôi hợp bào syncytiotrophoblast và lá nuôi ngoài gai nhau extravillous trophoblast. Các lá nuôi hợp bào làm trung gian cho vết thủng ban đầu của biểu mô tử cung và làm tổ thành tử cung, sau đó sẽ phát triển thành gai nhau, chorionic villi. Tiếp theo là đến pathophysiology. Trong phần lớn các trường hợp thì nhau bông non là do mạch máu của mẹ bị tách ra khỏi lớp màng rụng, không phải là mạch máu của thai nhi. Vì nhau thai kém đàn hồi hơn cơ tử cung nên sẽ bị rách khi cơ tử cung căng ra đột ngột. Trong hầu hết trường hợp thì bệnh nhau thai và các bất thường của động mạch xoắn dẫn đến hoại tử, viêm nhiễm, các vấn đề về chảy máu, sản xuất thrombin thông qua chảy máu ồ ạt sẽ khiến tử cung co lại và dẫn đến TIC, Disseminated Intravascular Coagulation, đông máu nội mạch lan tỏa. Máu tích tụ giữa các lớp của màng rụng đẩy thành tử cung và nhau thai xa ra. Khi nhau thai bị tách thì nó sẽ không thể nào trao đổi chất thải, chất dinh dưỡng và oxy để đảm bảo cho sự tồn tại của thai nhi được. Thiếu oxy trong tử cung đề cập đến sự mất cân bằng cung cầu oxy. Trong lượng oxy và chất dinh dưỡng được cung cấp đến nhau thai thông qua động mạch tử cung thì khoảng 40% oxy và 70% lượng glucose sẽ được bánh nhau tiêu thụ và phần còn lại sẽ cung cấp cho thai. Với suy thai nhẹ thì lượng dinh dưỡng cho nhau thai được duy trì trong khi dinh dưỡng chuyển đến thai thì sẽ bị giảm. Nếu không bù đắp được dinh dưỡng và oxy thì sẽ dẫn đến suy thai nặng và thậm chí là thai lưu. 2. Findings. Signs and symptoms bao gồm đau bụng khởi phát đột ngột, các cơn co thắt tử cung dường như liên tục, chảy máu âm đạo, máu đỏ tươi, tử cung to ra, không tương xứng với tuổi thai, giảm chuyển động của thai nhi và nhịp tim giảm. Về classification thì ta chia làm 4 loại, loại không là không có triệu chứng hay gọi là thể ẩn. Chẩn đoán được thực hiện hồi cứu bằng cách tìm một cục máu đông hoặc vùng lõm trên bánh nhau đã sổ. Loại 1 nhẹ và chiếm khoảng 48% tổng số trường hợp. Đặc điểm chính bao gồm tử cung hơi mềm, huyết áp nhịp tim của mẹ bình thường, không có rối loạn đông máu, không có suy thai. Loại 2 thì trung bình, chiếm khoảng 27% trong số các trường hợp. Đặc điểm chính bao gồm đau tử cung mức độ trung bình, cơn gò có thể xảy ra, nhịp tim của người mẹ nhanh, hạ huyết áp tư thế, suy thai, giảm fibrin trong máu, thường là dưới 250mg/dL. Loại 3 là nghiêm trọng, chiếm khoảng 24% tổng số các trường hợp. Đặc điểm bao gồm tử cung gò cứng rất đau, mẹ bị sốc, giảm fibrin trong máu thường là dưới 150mg/dL, rối loạn đông máu, thai chết lưu. Về hình ảnh học thì siêu âm có thể được sử dụng để loại trừ nhau tiền đạo, nhưng không phải là chẩn đoán xác định nhau bông non. Chẩn đoán được thực hiện bằng cách loại trừ các trường hợp khác có thể gây chảy máu, âm đạo hoặc đau bụng. 3. Chính là treatment. Việc điều trị sẽ phụ thuộc vào lượng máu mất và tình trạng của mẹ và thai. Nếu thai nhi dưới 36 tuần và cả mẹ thai đều ổn định, thì có thể chỉ cần theo dõi trong bệnh viện cho đến khi có sự thay đổi về tình trạng hoặc là thai nhi đã trưởng thành. Có thể chỉ định chấm dứt thai kỳ ngay nếu thai đã trưởng thành hoặc nếu thai hoặc mẹ không ổn định. Sinh ngã âm đạo thường được ưu tiên hơn so với sinh mổ trừ có suy thai. Sau đây là mind map của phần nhau bông non. Phần trình bày của em đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.